tập hôm nay, Xuân Phương Nam 2019 sẽ đưa khán giả đến với không khí của ngày mùng 4 Tết và tiếp tục gặp gỡ những nghệ sĩ nổi tiếng đang được yêu thích từ nhiều lĩnh vực. Ca sĩ Mỹ Huyền, Lê Minh Trung, Quách Tuấn Du, Lưu Chí Vĩ, Mỹ Ngọc, diễn viên Tiết Duy Hòa cùng với sự xuất hiện của quán quân cười xuyên Việt 2017 Võ Tấn Phát. Bên cạnh được tiếp tục lắng nghe những ca khúc về mùa xuân, khán giả cũng sẽ được lắng nghe những chia sẻ đầy cảm xúc từ các nghệ sĩ về chuyện đời và chuyện nghề trong dịp Tết đến xuân về như thế nào. Mời quý khán giả đón xem. Phương Hiếu và Phương Nguyên xin kính chào quý vị khán giả. 24 giờ trôi qua thật nhanh phải không nào? Như vậy là chúng ta đã gần đi hết ngày mùng 4 Tết rồi. Và tin chắc rằng là chúng tôi ngày hôm nay cũng đã chuẩn bị và mang đến cho quý vị rất nhiều điều thú vị đây. Điều đầu tiên là gì Phương Nguyên hả? Điều đầu tiên Phương Nguyên tin rằng là nhiều người sẽ tìm thấy mình ở trong đó. Nhất là những cặp đôi nào mà xa nhau ngày Tết á. Tại vì anh Hiếu biết không, ngày Tết thì rất là nhiều những cái dự định dành cho gia đình, cho bạn bè, cho những cái dự định cá nhân mà không phải lúc nào các cặp đôi họ cũng sẽ được ở bên cạnh nhau. Thì Phương Nguyên nghĩ như thế này nè thưa quý vị, khi mà chúng ta về quê thăm gia đình mà mỗi người một quê khác nhau thì làm sao để mà liên lạc với nhau? Ở cái thời cách đây năm hồi đó thì phải viết thư đúng không ạ? Và thư tay là những cái dòng thư viết vội gửi cho nhau rất là quý. Nhiều khi hết Tết rồi mới đến nơi và mới nhận được thư. Lúc đó cái cảm xúc nó cũng hơi mất dần và hơi tuồn chút xíu. Nhưng mà thời buổi hiện nay công nghệ hiện đại, Phương Nguyên cũng là một fan của smartphone và rất là nhiều những cái ứng dụng giúp chúng ta kết nối được với nhau. Không biết là anh Phương Hiếu đã từng yêu xa và đã từng kết nối qua những cái công cụ trên internet vào những ngày Tết chưa ạ? Đừng có nhắc lại những cái chuyện quá khứ đó. Không hiểu tại sao hồi đó tôi lại có thể ngồi và viết một cái lá thư dài hàng mấy đôi giấy như vậy để gửi cho người yêu của mình. Nhưng mà đó là chuyện dĩ vãng rồi. Nhưng mà anh đã từng viết thư tay gửi cho người yêu vào ngày Tết không anh? Chính xác, vào ngày Tết luôn. Nhưng mà có cái cảnh là đợi qua Tết rồi mới nhận được thư không hay là nhận được liền? Có nghĩa là mình gửi trước Tết rồi và ngay Tết thì mình nhận được thư. À, ngay như Tết vậy là có sự chuẩn bị vì biết là nó sẽ có cái sự trì hoãn đúng không? Mặc dù biết á là ngay mùng 4 Tết thường chúng ta có bạn có bè nhưng mà tôi vẫn đúng nhớ rồi. Về người yêu của mình thì nhìn những cánh thư đó có thể thấy là như là một cái hiện thân của người yêu mình vậy đó, cho nên rất là trân trọng và quý. Nhưng thời nay thì rõ ràng là chúng ta có nhiều cách như Phương vừa chia sẻ đúng không? Vâng ạ, và thưa quý vị, Phương Nguyên tin rằng là nếu như mà quý vị năm nay có yêu xa thì chúng ta vẫn có thể giữ lửa được tình yêu của mình qua cái mùa Tết này, để rồi Tết gặp lại nhau, tình càng mặn nồng càng tha thiết qua những cái dòng tin nhắn gửi vội. Còn nếu như mà có thời gian, tại sao không hâm nóng tình cảm của mình bằng một dòng thư tay viết trước Tết, gửi hoặc là bây giờ gửi thì vẫn kịp ạ. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cách mà ca sĩ Lê Minh Trung thể hiện tình cảm của mình với người con gái anh thương qua nhạc phẩm Gửi Về Em. Gửi về em một lá thư anh viết bên đèn khuya, thời gian lén lén đi mãi không ngừng, đêm tối mơ hồ. Ngày anh đi mang theo vạn niềm nhớ, mang biết bao ân tình, nhìn em thấy giận hờn, cỏ cây cũng u buồn, riêng một mình anh đau đớn xót xa. Ngồi nhìn trăng vào bóng mây, anh nhớ em của anh. Gian năm trước ai nỡ chia lìa đôi lứa chúng mình, mộng lòng ơi nơi kia trời lạnh lẽo, anh biết em mong chờ mà anh vẫn chưa về, để năm tháng ở thơ đêm này là bao. Về em
tắm rơi bên thềm, diều đêm bước em đi, nhịp cầu ô nối liền vầng trăng trong sáng, dòng sông thôi hơn oán nối tiếp anh mơ nhiều. Anh với em tay nắm tay đi vào tình ái kết hoa thơm, kìa mùa xuân pháo hồng hồng như đôi má. Mỗi khi nhìn anh thấy anh về trong nắng xuân, hoa thắm rơi bên thềm, diều đêm bước em đi, nhịp cầu ô nối liền vầng trăng trong sáng, dòng sông thôi hơn oán nối tiếp anh mơ nhiều. Anh với em tay nắm tay đi vào tình ái kết hoa thơm, kìa mùa xuân pháo hồng hồng như đôi má. Mỗi khi nhìn anh ngồi nhìn trăng vào bóng mây, anh nhớ em của anh. Thời gian năm trước ai nỡ chia lìa đôi lứa chúng mình. Mộng lòng ơi, nơi kia trời lạnh lẽo, anh biết em mong chờ mà anh vẫn chưa về để năm tháng ở thơ. Đêm này là bao đêm nhớ về là bao đêm nhớ về em. Lại một mùa xuân nữa trở về, Minh Trung xin kính chúc quý khán giả xem đài của đài truyền hình Vĩnh Long cũng như quý khán giả trên cả nước cũng như hải ngoại, xin chúc cho quý vị bước sang năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Quý vị có biết tại sao chúng tôi đã gửi quý vị ca khúc Gửi Về Em ngay đầu chương trình không? Tại vì thường á, giờ này là giờ tối tối đúng không nào, thì ngày mùng 4 Tết thường là chúng ta họp lớp, gặp gỡ bạn bè. Và chắc chắn rồi á, bạn bè năm gặp nhau có một lần mùng 4 Tết à, có một tí men chắc là cũng say ngà ngà. Và thường trong những cơn say đó thì nhớ người yêu cho nên Gửi Về Em là đúng rồi. Nhưng mà nói đến cái việc mà chúng ta tái ngộ gặp gỡ bạn bè với nhau, mà việc uống rượu uống bia thì cũng có nhiều điều để bàn lắm. Cái gì nhiều quá nó cũng không tốt. Và thật sự thưa quý vị là những ngày này gặp nhau á, thể nào cũng uống đi 100%, cạn ly mà, nha. Tết mà. Đâu có một lần. Mà ông sau không có đi làm, uống cho hết. Vậy mới phải là anh em, mới phải là bạn bè. Không biết anh Hiếu có gặp trường hợp này hay chưa? Chẳng những gặp mà thường xuyên. Mà còn nói là Tết năm có một lần mà không uống được nữa hả? Chơi hết mình đi. Và sau đó là gì? Ôi, không thấy đường về. Hoặc là thậm chí có những cuộc ẩu đả xảy ra. Vui thôi, đừng vui quá nè. Cho nên ngày hôm nay cũng nhân dịp mùng 4 Tết rồi, chúng tôi sẽ dành tặng cho quý vị nhạc phẩm Ngày Xuân Tái Ngộ. Và nhớ nha, vui thôi đừng vui quá để tình xuân thêm mặn nồng. Mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
thấy hoa mai nở, biết xuân về đây. 12 tháng qua mơ một mùa này. Bạn bè bốn ba khắp hương thấy xuân về trên miền quê hương, ta được phút tương phùng yêu thương. Có cô thôn nở ước một mùa xuân, người yêu sẽ mang thật nhiều quà. Một niềm tin dâng chất ngất, hái hoa lộng chúc mừng đầu năm. Chúc anh vui bước đường công danh. Em hỡi thấy không em, mùa xuân hoa nở khắp trời. Chúc nhau đạt nhiều thắng lợi và mừng bác nông phu, vui xuân nắng chén rượu, quên những ngày vất vả ngược xuôi. Ngắm hoa mai nở muốn xuân đừng qua, tình thương vắng xa sẽ đưa đậm đà. Mùa xuân gặp nhau quyến luyến, phút giây này xin người đừng quên. Rước xuân về gia đình đoàn viên. Xuân hoa nở khắp trời, chúc nhau đạt nhiều thắng lợi và mừng bác nông phu, vui xuân nâng chén rượu, quên những ngày vất vả ngược xuôi. Ngắm hoa mai nở muốn xuân đừng qua, tình thương vắng xa sẽ đưa đậm đà. Mùa xuân gặp nhau quyến luyến, phút giây này xin người đừng quên. Rước xuân về gia đình đoàn viên. Mùa xuân gặp nhau quyến luyến, phút giây này xin người đừng quên. Rước xuân về gia đình đoàn viên. Trước thềm năm mới, năm 2019, Tiết Chí Hòa cùng Vũ Đoàn Việt Hải xin kính chúc quý vị khán giả đang xem đài truyền hình Vĩnh Long một năm mới an khang, thịnh vượng và làm ăn phát tài. Chúc mừng năm mới! Thưa quý vị, một điều mà Phương Nguyên cảm thấy rất là hứng thú khi mà ngồi đây cùng với anh Phương Hiếu để đồng hành cùng quý vị trong chương trình Xuân Phương Nam, đó là ngoài những ca khúc mà chúng ta vẫn thường được lắng nghe mỗi dịp Tết đến xuân về, nó đã là hồn của Tết Việt Nam rồi, thì chúng ta còn có dịp để lắng nghe những ca khúc mới đến từ những nghệ sĩ mới, những người luôn luôn mong muốn mang cái sự sáng tạo của mình vào những tác phẩm âm nhạc nghệ thuật. Và chủ đề Tết cũng không phải là một ngoại lệ. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi mong muốn sẽ cùng với quý vị đến với một nhạc phẩm. Nhưng mà khi nghe cái tên thì quý vị sẽ tưởng rằng cái bài hát này quen quá rồi, có cái gì mới để mà giới thiệu đến quý vị với những cái lời lẽ như vậy. Nhưng mà Xuân Yêu Thương phiên bản mới này chắc chắn sẽ là một
điều rất là thú vị mà Phương Uyên tin rằng sẽ là một làn gió mới thổi vào không khí của chương trình ngày hôm nay. Lại càng đặc biệt hơn á, Xuân yêu thương này á, quý vị nghe xem nha. Không phải là Xuân yêu thương mà quý vị đã từng nghe, nhưng lại được trình diễn bởi một gương mặt mà quý vị cũng không ngờ đến. Đó là ai? Hãy cùng theo dõi. Xuân trên đường con về, trời hồng mây trắng gió lay mai đào khoe màu. Trẻ thơ nô nức đón xuân vui cùng bao người. Mùa xuân mang đến ánh dương soi khắp thế gian. Xuân mang tình thương, mang lời ca, mang khúc nhạc cho con về đây nương náu bên mái nhà. Qua bao ngày xa, tiếng con nhận ra điều cao quý nhất luôn sát gần bên con. Xuân mang niềm vui xoa dịu trong nhau nỗi buồn, yêu thương chào dân nơi con ta trở về. Đi qua làm mê mang thêm mùa xuân, lòng càng tha thiết yêu lắm quê hương này. Trên đường con về, trời hồng mây trắng gió lay mai đào khoe màu. Trẻ thơ nô nức đón xuân vui cùng bao người. Mùa xuân mà đến ánh dương soi khắp thế gian. Xuân mang tình thương, mang lời ca, mang khúc nhạc cho con về đây nương náu bên mái nhà. Qua bao ngày xa, tim con nhận ra điều cao quý nhất luôn sát gần bên con. Xuân mang niềm vui xoa dịu trong nhau nỗi buồn, yêu thương chào dân nơi con ta trở về. Đi qua làm mê mang thêm mùa xuân, làm cảm tha thiết yêu lắm quê hương này. Xuân mang tình thương, mang lời ca, mang khúc nhạc cho con về đây nương náu bên mái nhà. Qua bao ngày xa, tim con nhận ra điều cao quý nhất luôn sát gần bên con. Xuân mang niềm vui xoa dịu trong nhau nỗi buồn, yêu thương chào dân nơi con ta trở về. Đi qua làm mê mang thêm mùa xuân, lòng càng tha thiết yêu lắm quê hương này. Đi qua làm mê mang thêm mùa xuân, lòng càng tha thiết yêu lắm quê hương này. Đi qua làm mê mang thêm mùa xuân, lòng càng tha thiết yêu lắm quê hương này. Nhân dịp năm mới, Tấn Phát xin gửi lời chúc đến tất cả quý khán giả gần xa một năm Kỷ Hợi, công việc thì thuận lợi, tiền tài thì tấn tới và tình duyên thì phơi phới. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta quá là bất ngờ với tài năng của anh chàng Võ Tấn Phát, phải không ạ? Bá quan chăn võ cả nhà mình thấy như thế nào ạ? Cảm ơn mấy anh chị. Đầu năm mà nhận được những cái lời khen như vậy thì Phát cảm thấy quá là may mắn luôn. Đây là một cái động lực cho một cái năm mới vô cùng mà sẽ hứa hẹn sẽ rất là bứt phá. Riêng em thấy là đẹp trai là điểm cộng rồi. Thật ra mà hôm nay là ở đây thấy là 1, 2, 3, 4 trai đẹp. Và dạ ba chị em mình thì sao chị Huyền? Đẹp đều. Dạ đẹp đều. Thôi để em giới thiệu nè, với ba cô gái này quý vị khán giả cũng thấy đó, đặc biệt là đều xinh đẹp giống nhau. Một cái đầm ngắn, một cái đầm dài và một đó, cái áo dài. Đấy, ba phong cách. Đó, bước ra catwalk nè. Như top 3 hoa hậu vậy trời.
xin vui mừng thông báo hoa hậu của cuộc thi năm nay đã thuộc về thí sinh Võ Tấn Phát. Dạ cảm ơn mọi người. Dạ không ngờ những miệng thuộc về em. Dạ mời mấy chị về, năm nay là của em. Tông chị Phát quát quá cưng. Dạ anh Hiếu ơi, không biết là vô tình hay là cố ý nhưng mà cái dương miệng năm nay về em là chính xác đó anh. Tại vì năm nay là năm của em tuổi Hợi. Rõ ràng Võ Tấn Phát đang có rất nhiều cơ hội khi mà đoạt giải quán quân của Cười Xuyên Việt xong ha. Dạ. Rồi sau đó ngay lập tức là một cái dự án mà ai cũng phải ngỡ ngàng và có được rất nhiều sự thu hút, gọi là web drama triệu view phải không em? Dạ. Dạ cảm ơn anh, cũng như là cảm ơn những cái sự quan tâm ủng hộ của quý khán giả trong thời gian vừa qua. Sau khi đăng quang Cười Xuyên Việt thì đó như là một cái bước đệm cho cái sự cố gắng của Phát. Phải nói là rất là vui luôn. Cảm thấy là mình khá hài lòng về những cái gì mình đã cống hiến. Mà Phát ơi, theo như là Uy nghe nói á, là năm tuổi là cái năm mà rất là đặc biệt. Có nghĩa là rất là nhiều những cái điều bất ngờ và đột phá nó sẽ chờ đợi mình ở phía trước. Vậy thì nhân cái năm tuổi này không biết là Phát sẽ có những cái dự định gì cho cái năm của mình? Nghe nói năm tuổi thì mọi người cũng hơi ngần ngại chút xíu. Nhưng mà đối với riêng Phát á, thì Phát cảm thấy cái năm tuổi nó là một cái năm của mình. Cái năm trong 12 con giáp, 12 năm thì mới tới cái lượt cái năm của mình. Mọi người nhìn đi, con heo nó quá dễ thương đi nó. Trời ơi con heo vàng kìa, nhìn muốn nựng liền vậy đó. Trong khi nhìn mặt em coi, nó muốn nựng không á? Nhưng mà Phát ơi, khi mà phát hiện em trong Cười Xuân Việt rồi á, thì chỉ cần nghe tới cái tên của em thôi thì anh đã đoán ngay quán quân là ai rồi. Từ lúc mà em quán quân rồi thì anh có cái cảm giác rằng là năm nào cũng là năm của em á. Anh định mời Tấn Phát về sông nhà cho anh. Nếu mà anh Trung mời Phát về sông nhà là năm nay Phát sông nhà mệt mỏi luôn. Tại vì anh Trung không biết bao nhiêu là nhà. Đại gia ngầm của showbiz Việt ở đây. Chính đây xác, à. Chính anh xác. Ơi em miễn phí luôn anh. Mà quan trọng á, cái thứ đắt giá nhất không phải là tài sản, mà khoe một cục cưng rất là bụ bẩm trên Facebook ai cũng thích hết. Anh năm nay có định làm thêm cục nữa không? Cái mơ ước của vợ chồng á thì ai cũng muốn có nếp có tẻ. Nhưng mà rồi vợ chồng tụi anh nói chung là tìm mãi cũng đã ban cho được cô con gái. Yeah. Và trước đó là một quý tử. Anh cảm thấy anh hài lòng rồi. Cho anh các ơi con. Cho em hỏi cái nhà của anh là rải rác ở các quận luôn không hay là tập trung quận nào thôi? Nếu mà như anh mời em xong nhà thì anh phải book vé rồi đó. Bởi vì anh hiện tại đang định cư tại Củ Chi. Nhưng mà nhà thì Hà Nội. Trời ơi. Cà Mau. Ôi, quận 9. Sao Cười Xuyên Việt là em có cái biệt danh là sông đất xuyên Việt. Quả thật là sau cuộc thi thì quá nhiều cơ hội đúng không anh? Thực sự là khi nó sáng sủa ra thì là cũng nhờ từ cuộc thi mà ra. Là những cái điểm may mắn, những cái kết quả thành công, thậm chí là bất ngờ nó đến, phải nói là từ cuộc thi, bước ra từ cuộc thi solo cùng Mỹ Rô. Chị Mỹ Huyền ơi. Dạ. Em nghe nói năm nay là Tết chị chạy show mệt nghỉ luôn phải không chị? Thì nói vậy thôi. Nhưng mà Mỹ Huyền rất là vui vì được sự đón nhận của tất cả khán giả của trong nước chúng ta. Đặc biệt là cái xuân phương Nam này đã làm cho Mỹ Huyền có thêm tinh thần và đã làm cho Mỹ Huyền có thêm cái sự nhiệt huyết để mà chạy show. Ô mà bé có biết không là năm nay là năm Kỷ Hợi phải không? Mà chị là Quý Mão nha. Mẹo Hợi mùi tam hạp nha. Vậy là năm nay chị sẽ giống như Tấn Phát luôn. Chạy show xuyên Việt luôn chị ha. Đến với solo cùng Bolero hay là duyên dáng Bolero hay là kịch cùng Bolero, một chuỗi chương trình của truyền thông Khang trong thời gian vừa qua thì có thể nói rằng là thấy nhiều sức sống. Chứ không dám dùng từ là chúng ta có nhiều ngôi sao mới. Điều đó hãy để cho khán giả nhìn nhận. Có nhiều sức sống ở đây là chúng ta tạo được những gương mặt có sự thu hút. Ví dụ như một cô gái đang ngồi cạnh tôi đây, Mỹ Ngọc. Và anh hỏi cái này riêng tư thôi. Đó chính là việc mà sau khi thi duyên dáng Bolero xong, có nhiều người đeo đuổi em không? Xin được cảm ơn câu hỏi của anh. Thì thật sự là khi mà tham gia chương trình duyên dáng Bolero, em chỉ nghĩ đây là một cuộc thi hát mà thôi. Nhưng mà sau khi mà được giải quán quân thì em được mời tham gia những cái sự kiện gương mặt đại diện, như là mình là một người mẫu tất bật công việc, bên cạnh là mình đi đóng phim nữa, cũng như quay TVC quảng cáo. Bận quá nên chính vì vậy là em cũng không biết là có ai theo đuổi em hay không nữa đó anh. Ồ, trong các thể loại nhạc cụ đánh trống lãng em đánh giỏi nhất. Người ta thường nghĩ nghệ sĩ Tết là sẽ chạy show, không biết đối với riêng Mỹ Ngọc thì như thế nào? Thì trước khi mà thi duyên dáng Bolero thì cái khoảng thời gian mà hoạt động nghệ thuật trước đó thì em quê ở Đà Lạt, nên chính vì vậy là vào dịp Tết thì em luôn luôn về nhà. Nhưng mà đặc biệt thì năm nay thì khác,
Năm nay tại vì là sau khi mà đạt quán quân duyên dáng Bolero thì show chậu cũng nhiều, nhưng mà mình cũng ưu tiên năm nay em chỉ nhận đúng đêm 30, đêm giao thừa thôi. Khi mà đêm giao thừa diễn xong, mình lại trèo lên xe, mình chạy về nhà ngay. Đây là lần đầu tiên đêm 30 Tết mình xa nhà. Mình mở một cái bài Tết xa của nhạc sĩ Vương Minh Trung, tự nhiên mình khóc. Và mình cảm giác là mình trân trọng cái giây phút mình ở bên gia đình mình hơn. Chính xác, khi Mỹ Ngọc nói như vậy, Hiếu đang thấy là có một người cũng suy tư. Khi mà ngồi nãy giờ anh cũng trầm ngâm nghe câu chuyện. Và đặc biệt khi mà nói về ca khúc Tết xa thì anh này suy tư hơn đó anh Tiết Di Hòa. Một diễn viên, một ca sĩ, và đặc biệt là anh cũng đi tỉnh để diễn rất là nhiều. Mùa Tết này á, anh có chạy show tỉnh nhiều hơn ngày thường không anh? Quê của Hòa là ở An Giang. Thường thường á, năm nào cũng vậy. Như những cái show ở trên này thì Hòa không nhận. Tại vì chỉ có một năm mình mới được về nhà thôi, là cái ngày Tết. Cho nên là Hòa cứ nhận show ở An Giang. Mà thường thường đi về các show tỉnh á, các huyện, các xã đó thì vui lắm. Tết á, là thường thường hát không có như những cái sân khấu mà hoành tráng, mà chỉ là những cái sân khấu ở các nhà văn hóa nè, rồi nhiều khi các sân trường học đó, những cái chương trình mà xuân người ta tổ chức đó, mời đến đó mà vui lắm. Có một cái kỷ niệm Hoài rất là nhớ là vừa hát xong có một cái cụ bà khoảng 70 tuổi cầm hai trái ổi, nói ngoại không có cái gì cho con hết thôi, ngoại cho con hai trái ổi, rồi cầm trái ổi mà thấy thương lắm. Rồi chưa hết là một số khán giả ở dưới quê á, bánh tét, bánh ít ha, đem lên nói là cái này là ở nhà gói ha, cho con, họ lên họ cho mà cái tình cảm của mình. Cho nên là Hòa năm nào cũng vậy, cũng về quê hát để mình có một cái như một cái Tết ở quê hương, quê nhà vậy đó, thấy vui lắm. Ngoài cái tình yêu thương nè, ngoài sự ghi nhận của khán giả là các nghệ sĩ luôn tận tâm với nghề nè, thì khán giả cũng nhận được nhiều chứ. Tết nhất có thấy cái chỗ nào vui chơi giải trí mà hoạt động rầm rộ đâu, rất ít. Phải không nào? Nếu như Vĩnh Long đi, cụ thể chỉ có khu du lịch Trường An. Thì chúng ta cũng có thể ở nhà. Nếu như chúng ta không có điều kiện, chúng ta bật TV xem Xuân Phương Nam trên đài truyền hình Vĩnh Long. Nghe các anh chị em nghệ sĩ ở đây để chúng ta chia sẻ và hiểu rõ hơn rằng người nghệ sĩ á, họ cũng có rất là nhiều những cái cách để mà trải qua ngày Tết, những ngày đầu năm đặc biệt của mình. Và cũng như quý vị thôi, chúng tôi cũng mong muốn mang đến những cái niềm vui, những hạnh phúc và trọn vẹn nhất trong đầu năm mới. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục với Xuân Phương Nam 2019 quý vị nhé. I'm not going to be able to do that.
hơn. Ta là lòng thiên đường em, hát thang lên được ta tốt. Hãy chăm tôi bên được xuân em, đang say bóng vù sớm. Xuân về với ngàn hoa tư sáng, ta hẹn hay ngàn đoá em. Hãy chăm tôi bên được xuân em, đồng đam say bóng vù sớm. Xuân về với ngàn hoa tư sáng, luôn luôn tươi phúc. Mỹ Ngọc và Vũ đoàn Việt Hải xin được chúc cho khán giả của Đài Truyền hình Vĩnh Long một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang và hạnh phúc. Happy New Year! Trong dịp Tết đến xuân về, Đại Hiếu cũng thấy chúng ta sẽ dành nhiều thời gian ngoài việc bên cạnh gia đình, bạn bè, họ hàng thì đi chùa cầu nguyện. Nhưng mà Hiếu đặt ra một câu hỏi này, thử quý vị trả lời xem ở nhà như thế nào nha. Quý vị có sắp xếp mình cầu gì trước không ạ? À? Phương Nguyên có. Có. Đây, Phương Nguyên xin được đại diện trả lời. Khi mà chuẩn bị cầu nguyện thế nào cũng sẽ sắp xếp. Đầu tiên mình sẽ cầu cho ai trước nè. Bởi vì Phương nghĩ rằng nó cũng thể hiện cái sự chỉnh chu của mình và cái sự thành tâm của mình trong cái lời cầu ước. Thì nếu như mà chúng ta có những cái sự chuẩn bị như vậy thì cái lời cầu ước của mình nó cũng sẽ được trôi chảy mượt mà. Mà nếu như vậy thì một năm nó cũng sẽ suôn sẻ thuận lợi. Vậy thì bây giờ hãy cùng đến với câu chuyện đầu năm để mỗi người chúng ta cùng viết nên một lời nguyện ước dành riêng cho mình, quý vị nha. Năm ruột rối tơ tầm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng pháo đỏ diệu hồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân, xuân dù thay đổi biết bao. Xin khấn nguyện kết chặt tình thân, vinh canh lọc những bâng khuâng, năm này chắc gặp tình buồn. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thấy nụ cười đón cho trên đất mẹ vui khắp nơi, xuân gieo lọc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn kiên,
một lời xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp mây, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên bước đường danh lời dòng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Khắp chốn xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến, đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền, một lời xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên bước đường danh lời dòng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường danh lời dòng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào nhân dịp xuân về, Lưu Chí Vị xin kính chúc quý khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Bên cạnh những phút giây thư giãn với âm nhạc thì có lẽ một trong những đặc sản của xuân phương Nam đó chính là những câu chuyện được kể lên bởi những người nghệ sĩ mà quý vị khán giả luôn yêu mến. Đặc biệt thì trong dịp Tết đến xuân về thì những câu chuyện có phần rôm rã hơn và thú vị hơn, mà không phải những ngày nào trong năm cũng có mà chỉ Tết mới có thôi. Cụ thể ở đây là ba gương mặt đã quá đổi quen thuộc rồi: ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Quách Tuấn Du và anh Lưu Chí Vĩ. Đặc biệt Hiếu mới phát hiện đây thôi, đó chính là một bậc mí mà ba anh vừa bí mật cho Phương Hiếu biết, đó là ngày đầu khởi nghiệp làm ca sĩ, ba gương mặt này đã từng ở cùng một công ty quản lý, phải không ạ? Dạ. Phi Hùng xin được chia sẻ trước. Trước đây thì Phi Hùng xuất thân là một diễn viên múa, và có một dịp tình cờ khi mà công ty mời Hùng tới để dạy cho các ca sĩ của công ty, thì lúc đó thì công ty thành lập có rất là nhiều band nhóm, và Quách Tuấn Du cũng là một trong những thành viên của nhóm Đu Đủ Xanh ngày đấy. Yeah. Phi Hùng cũng rất là mến mộ cái tài năng của Quách Tuấn Du. Ở bên cạnh đó cũng có ca sĩ solo là Lưu Chí Vĩ, và trải qua những tháng ngày tập luyện chung thì mọi người hiểu nhau hơn, xem đó giống như là một gia đình vậy. Cũng lên sân khấu ngồi chưa? Ngồi xong rồi mới sực nhớ, ồ, tại sao mà lại sắp ba anh em chung với nhau một cái chương trình rất là đặc biệt của ngày đầu năm mới như vậy, thì cái kỷ niệm nó ùa về. Và nhớ là những ngày đầu tiên khởi nghiệp thì Quách Tuấn Du cùng anh Hùng và Lưu Chí Vĩ chung một công ty với nhau. Thật ra một cái điều thế là rất hy hữu, phải nói rất hy hữu. Rõ ràng là ba người rất là có duyên trong những ngày đầu năm này. Dạ, nhưng mà đã bao lâu rồi cả ba anh em chưa gặp nhau ạ? À? Chính xác là lâu lắm. Để nói là để có một cái xuân sum họp mà trọn vẹn mà ba anh em ngồi với nhau như vậy thì chắc cũng mười mấy năm rồi. Mặc dù là đi diễn thì gặp nhau ở các sân khấu tụ điểm, nhưng mà gặp lại mọi người thì Phi Hùng thấy hạnh phúc nó ùa về, phải không anh? Mà nhất là ba anh em thật sự là chinh chiến, nó gọi là chinh chiến khắp các miền Tây, miền Trung, miền Bắc. Ngày xưa thì chúng tôi
sống là nhờ vào các đoàn ca nhạc tổ chức những cái vùng sâu vùng xa. Âm thanh ánh sáng nó không được gọi là đẹp, nhưng mà lúc đó thì cảm thấy rất hạnh phúc vì được đến những nơi rất xa xôi như thế. Cho nên hôm nay tạm gọi là một ngày xuân sum họp. Còn bây giờ rõ ràng là với mỗi người thì mình đều có một cái sự nghiệp riêng, một chỗ đứng riêng, thì chắc chắn cũng sẽ có câu chuyện riêng, đúng không Phương Nguyên? Dạ đúng rồi. Bây giờ là cả anh Du, anh Hùng hay là anh Vĩ thì đều đã có những cái bước thành công trong sự nghiệp của mình rất là vững chắc. Nhưng mà vừa nãy thì nghe anh chia sẻ về cái việc đó là đi show tỉnh. Mà cái đi show tỉnh này là đặc sản của ngày Tết của các anh em nghệ sĩ. Không biết là các anh có thể chia sẻ một chút về những cái trải nghiệm mà chúng ta làm việc ngày Tết với những cái bà con mà ở miền Tây. Hùng xin được chia sẻ. Lần đầu tiên mà xuống miền Tây á, thì đối với Hùng là một cái áp lực rất là lớn. Bởi vì Hùng lúc đó mình vẫn chưa có hiểu khán giả miền Tây thích dòng nhạc gì. Và đôi khi thì cái ngôn ngữ nữa, khán giả miền Tây nhiều khi người ta nghe mà người ta không hiểu mình nói gì nữa. Về sau này thì bắt đầu mọi người thành thói quen, và miễn sao những bài hát hay thì người ta chào đón không cần ở vùng miền nào. Hiếu vẫn nhớ hoài cái thời điểm mà Hiếu may mắn được cùng với Nguyễn Phi Hùng đi gần mười mấy hai chục tỉnh của miền Tây Nam Bộ. Mà ảnh đương nhiên là vơ đét rồi, anh hát cuối cùng và khán giả đón nhận thì thôi rồi. Mà cái sức hút của các ca sĩ thời điểm đó rõ ràng là nó không đến từ truyền thông, nó đến từ những bài hit nhiều hơn. Chỉ cần ca lên một câu là khán giả vỗ tay rần rần. Và Phương Uyên cũng biết rằng là thật sự ra khán giả ở khu vực miền Tây dễ thương lắm, cực kỳ dễ thương luôn, và có cái tình cảm mến mộ rất đặc biệt dành cho các nghệ sĩ. Đúng rồi, đó là cái giây phút đầu tiên mình còn bỡ ngỡ thì mình cảm thấy rằng là bị lạc điệu rồi đó. Nhưng mà sau khi mà mình hiểu được cái con người miền Tây rất là mộc mạc, rất là dễ thương, và yêu ghét thì rõ ràng lắm. Thích là nói, mà không thích là cũng bộc trực lắm. Cho nên là Phi Hùng hiểu cái điều đó. Và mình càng đơn giản bao nhiêu thì cái tình cảm nó lại càng gần gũi bấy nhiêu. Mà nói về miền Tây thì có lẽ phải nhắc đến ngay anh Lưu Chí Vĩ, là một trong những người con của vùng đất Vĩnh Long. Hôm nay cũng rất là vinh dự, rất là vui khi mình ngồi đây được trò chuyện cùng khán giả gần xa, mà đặc biệt là khán giả miền Tây, mà lại là đài truyền hình Vĩnh Long là quê hương của Vĩ nữa. Vì rất là hạnh phúc. Mà khi nãy mà nghe Quách Tấn Du hay là Nguyễn Phi Hùng nói về cái người miền Tây rất là tự nhiên, thì Vĩ mới nghĩ ra một điều là có một lần Vĩ đi hát ở Trà Vinh. Thì khi Vĩ hát xong bài đó thì có một cô cầm nguyên một cái trái xoài, mà để nguyên cái cuốn còn cái lá luôn, mà trái xoài chín mọng rất là đẹp luôn, vàng ươm vậy đó, đưa cho Vĩ tặng, nói là về nhớ ăn nha, ngọt lắm đó. Thì khi mà lên xe thì Vĩ cầm trái xoài đó vẫn nhớ mãi cái kỷ niệm đó. Chính là một cái tấm lòng của người miền Tây dành cho nghệ sĩ. Nghe dễ thương quá đúng không ạ? Cho Hùng kể một cái kỷ niệm nữa. Chỉ vì cái sự nhầm lẫn trong ngôn ngữ thôi. Khi Phi Hùng nghe là Thới Lai mà cứ tưởng là Giá Rai, cho nên là chạy một cái miệt mài xuống Giá Rai luôn. Mà lúc đó là sát giờ rồi, bầu xô nói chứ rồi anh nhầm điểm rồi, ở Thới Lai. Thế là lúc đó là phải re xe ngược lại. Bồ Sô nói nhất định anh phải tới, không tới là tôi coi như là banh cái đoàn luôn. Và Hùng cũng dùng mọi cách cố gắng và rất là dễ thương. Đến nơi thì quý vị có biết là mấy giờ không ạ? 2 giờ sáng luôn ạ. Oh. Nhưng bà con vẫn ngồi chờ đúng không Hùng? Quá thương luôn, không biết nói sao để cảm ơn cái tình cảm của khán giả. Mặc dù là cũng có người giận một chút, nhưng mà phần lớn là họ cũng chia sẻ. Thì điều đó là điều mà Hùng luôn luôn nhớ và xem đó là một cái kỷ niệm để đời. Dạ. Thật sự bây giờ anh Hùng mà ngồi nói cái này, cái tự nhiên trong người em nó nổi sẩn da gà hết. Là bởi vì cái thời chạy show của mấy anh em á, thật sự bây giờ em chạy 2 điểm thôi mà em cũng đã sợ rồi. Ngày xưa thì chạy 5-7 điểm một đêm. Không hiểu sao là mình đến nơi mà vẫn còn khán giả. Nhưng mà vì cái sự đam mê, cái sự nóng lòng để gặp bà con, sợ bà con đến mua vé, từng chiếc vé rồi lại đứng ra đi về thì lại buồn đi. Chính vì vậy những ngày Tết là những ngày mấy anh em chạy show rất rất là nhiều luôn. Thậm chí là mang cơm hộp, rồi mang bánh tét, mang thịt kho, ngồi trên xe ăn luôn. Nhưng mà cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Vậy thì năm nay thì sao ạ? Cả ba anh có anh nào chạy show ngày Tết và đặc biệt là chạy show đi các tỉnh không ạ? Riêng mấy năm nay thì cho phép Du chia sẻ là Du lại dành thời gian hát với bà con kiều bào, nên là vắng bóng ở các sân khấu miền Tây và miền Trung. Vĩ thì thật sự được bà con phương xa thương mời mình đi nước ngoài hát, đó là hạnh phúc của mình. Bởi vì mình đem tiếng hát của mình phục vụ cho chính bà con mình ở phương xa. Đôi khi cũng cần những cái câu hát đó, những cái khúc hát ân tình đó để họ ấm lòng trong những ngày xa quê. Nhưng mà khi mà chúng ta về quê á, đặc biệt là miền Tây mình hát, tuy rằng là cái sân khấu nó không có bay bổng như bên nước ngoài, nhưng mà mình vẫn thấy ấm lòng. Niềm vui cũng như là hạnh phúc lớn nhất của Phi Hùng là dành trọn vẹn những gì đam mê trong nghệ thuật để cống hiến cho khán giả. Chính như vậy cho nên là sẽ là năm thứ 18 tiếp theo
Phi Hùng sẽ lại ăn Tết xa nhà để cùng chung vui với tất cả mọi người. Bởi vì là những người thân trong gia đình của Phi Hùng cũng rất là thông cảm và hiểu. Và hiểu được cái đam mê đó. Chính vì vậy cho nên là ngày nào Hùng về, dù là sau Tết thì với gia đình đó vẫn là những ngày đẹp nhất, những ngày ý nghĩa nhất. Vì thế cho nên là Hùng cảm thấy rất là hạnh phúc khi có được sự chia sẻ của những người thân yêu. Và đặc biệt là được đón cái Tết chung với khán giả nữa, đặc biệt là khán giả miền Tây. Dạ, đây là ba người đàn ông bận rộn mà là không có bận gần gần đâu, bận xa không hà. Không biết là nếu như mà xa nhà vào những ngày Tết thường xuyên như vậy thì cái điều gì làm cho các anh nhớ nhất mỗi cái dịp mà Tết đến? Con lần là hát giao thừa ở Bạc Liêu thì quý vị biết không, khi mà buổi sáng mùng 1 thì bao giờ gia đình người ta cũng ăn một buổi cơm gia đình. Vị từ ở trên khách sạn bước xuống thì vị thấy người nào là bánh tét nè, rồi nào là dưa hấu nè, rồi nào là mứt nè, rồi thịt heo kho nước dừa đó rất là ngon. Thì thấy mọi người ngồi xúm xích bên nhau thì bỗng dưng trong lòng mình thấy nghẹn một cái. Mình cái cảm giác lúc đó mình rất là nhớ cái buổi cơm quê nhà, đặc biệt là ngày Tết nữa. Đó là cái nỗi niềm của Vĩ. Cứ chuẩn bị cái giai đoạn mà bước sang 12 giờ là giao thừa, là tất cả người mình nó cảm thấy nó rào rực mà nó khó chịu lắm. Mình khóc. Em thì lúc nào cũng khóc hết, không biết tại sao tới Tết là khóc à. Thì ngộ vậy anh hả? Không hiểu. Thì em nghĩ chắc là tại vì cái tuổi thơ và thói quen của mình là Tết được sum vầy với gia đình. Mà bây giờ khi mình đã bắt đầu trưởng thành thì mình lại đi làm xa, đi hát xa, thì lại lúc đó là lúc mình cần nhất là gia đình. Vì vậy cũng rất là muốn được hát gần nhà để có dịp về. Đúng rồi đấy. Còn với Hùng thì Hùng lại nhớ cái không khí se lạnh của miền Bắc với những cái chút mưa phùn lất phất, gia đình ngồi đoàn tụ quây quần với nhau một bữa cơm. Mặc dù là có thể không nói với nhau nhiều điều nhưng mà thấy nó giống như có một cái sự kết nối từ trong mỗi trái tim. Và rất cảm ơn ba nghệ sĩ đã dành những tình cảm và những câu chuyện mà có thể nói rằng là ở Xuân Phương Nam mới có thể chia sẻ đến quý vị một cách sâu sắc như vậy. Ngay bây giờ chúng ta cùng trở lại với những giai điệu trong Xuân Phương Nam quý vị nha. Thưa quý vị, không phải là lúc nào chúng ta cũng ở bên cạnh gia đình, ở cái mảnh đất mà mình sinh ra và lớn lên để mà trải qua mùa xuân. Và Phương Nguyên biết được rất là nhiều người xung quanh Phương Nguyên đang sinh sống ở các tỉnh khu vực miền Nam, các tỉnh miền Tây. Thế nhưng mà họ lại là những người đến từ miền Bắc. Và mỗi dịp Tết đến xuân về thì cái điều mà họ nhớ nhất đó chính là cái se lạnh, cái thời tiết vô cùng khác biệt với lại cái Tết ở miền Nam. Và đây cũng chính là điều mà Phương Yên nghĩ rằng nó làm nên cái đặc trưng của những cái Tết ở các vùng miền trên khắp đất nước. Cái hay của Việt Nam mình á là Tết chúng ta tận hưởng cái không khí cả nóng ấm và cả lạnh nữa, thưa quý vị và các bạn, để cho thấy rằng là dù mai hay là dù đào thì cũng là một hình ảnh rất đẹp mắt trong ngày Tết của người Việt Nam. Vậy thì dù nóng hay dù lạnh thì cũng sẽ mang đến nhiều cảm xúc khác nhau. Chính vì vậy, hỡi những khán giả, đặc biệt là quý bà con sinh ra và lớn lên tại miền Bắc, đang công tác tại miền Nam, đừng lo là chúng ta không thấy được cái không khí đó. Và sau đây, một giọng ca sinh ra và lớn lên tại Hà Nội sẽ cùng gửi đến quý vị và các bạn không khí đó với nhạc phẩm mang tên Gửi Người Con Gái. Đó không ai khác chính là ca sĩ Quang Hà. Phong kín cánh mong manh hé hoa lòng, Hà Nội chờ đón Tết hoa trên người đi liễu dù mà chi. Đêm tân xuân Hồ Gươm như say mê, chốn gieo ngân Ngọc Sơn như uy nghi, ngàn phía đến lễ đề, chạnh lòng tôi nhớ đến người em. Tôi
chớm răng hương, mắt nồng dồn ý yêu thương, đôi mắt em nói nhiều tha thiết như giá kiều. Ôi tình yêu như một sớm mùa thu khép giữa trời tim ngắt, nàng đi gót hài xanh, người đi trong giá sao đành, đường xưa lối cũ ân tình nghĩa xưa. Rồi từ ngày ấy sống xa em nơi kim tiền, ngục trần giam hãm tâm thân sinh, đôi mắt hiền đời nghèo không lối thoát, em tôi đành thôi cúi đầu mà đi. Xuân năm nay đường đê Katina hoa mai rơi dù nhau nơi phương xa, dần trắng xóa mặt đường, một người em gái nhớ người thừa. Chưa.
Để tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có một món quà đặc biệt dành riêng cho quý vị và các bạn. Món quà đó sẽ đến từ vị giám khảo khách mời của Solo cùng Bolero, một giọng ca quá ngọt ngào, giám khảo Mỹ Huyền. Anh đi rừng chưa thấy lá, anh về rừng lá thấy chưa, phố cũ bay chiều xa lạ, hát hiu đợi gió giao mùa. Xuân xưa mình chung đôi bóng, nay mình ngóng trông nhau, hôn hoang phương trời vô vọng, nhớ thương bạc trắng mai đầu. Anh có về qua lối cũ, còn tiếc nhớ xuân xưa, dài tay đêm từng nhung nhớ. Anh ơi chờ gió giao mùa. Mình ngóng trông nhau, hôn hút phương trời vô vọng, nhớ thương bạc trắng mai đầu. Anh có về qua lối cũ, em lẻ bóng có còn tiếc nhớ xuân xưa, dài tay đêm từng nhung nhớ. Anh ơi chờ gió giao mùa, dài tay Oh,
Mỹ Huyền xin thân mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Vĩnh Long và chương trình của Xuân Phương Nam. Mỹ Huyền xin kính mến, thương mến và chúc quý vị một năm mới tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc và thật nhiều may mắn. Thưa quý vị, chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có được một mùng 4 Tết vô cùng ngọt ngào và tuyệt vời cùng với những người thân yêu và đặc biệt là chương trình Xuân Phương Nam. Và quý vị thân mến, đừng quên bật TV vào ngày mai, mùng 5 Tết, cũng là tập cuối cùng của Xuân Phương Nam. Và điều gì đang chờ đợi quý vị ở phía trước, chúng tôi rất mong muốn để gửi đến quý vị. Còn bây giờ thì Phương Uyên và Phương Hiếu xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Trong tập tiếp theo, tập cuối cùng của Xuân Phương Nam 2019, chuyến du hành của Xuân Phương Nam sẽ cùng quý khán giả một lần nữa nhìn lại không khí Tết của Xuân Kỷ Hợi những ngày đầu năm mới. Đây cũng là thời điểm quý khán giả bắt đầu chuẩn bị quay trở lại cuộc sống thường nhật với những kế hoạch dự định mới. Hãy cùng đón nhận những món quà âm nhạc, lời chúc ý nghĩa từ các nghệ sĩ Mạnh Quỳnh, Đan Trường, Ngọc Sơn, Lâm Hùng, Tố My, Phương Trinh Jolie, Huy Luân, Nguyên Trung, Trương Diễm và Phạm Chí Thành. Xin mời quý khán giả đón xem tập 5 chương trình Xuân Phương Nam 2019 được phát sóng vào lúc 22:15 tối mùng 5 Tết nhằm ngày 9 tháng 2 năm 2019 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony hay trên Google Play và App Store. Khán giả tại Hà Nội đã có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV cáp tại vị trí kênh số 8. Đặc biệt, khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV cáp, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh.